Ok, chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Zippo Tuấn Nguyễn bên mình nha anh em. Nay mình giới thiệu với anh em một em Zippo rất là đặc biệt nha anh em. Em này rất là chất, rất là độc đáo và cũng rất sang trọng cho anh em trên tay sở hữu chơi hoặc làm quà biếu quà tặng cho người thân bạn bè cũng rất là ok nha anh em. Hàng chính hãng Zippo Mỹ nha anh em. Đầu clip thì anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh Zippo Tuấn Nguyễn màu đỏ nha anh em. Nút đăng ký ngay dưới chân clip ha. Và yêu thích em Zippo bữa nay thì cho mình xin một like nha. Và mình giới thiệu với anh em, đây là em Zippo đồng dòng Amo dày nha anh em. Và hãng đặc biệt chế tác với chủ đề về một bộ phim hoạt hình huyền thoại luôn. Bộ phim nổi tiếng từ trước tới nay trong giới phim hoạt hình nha anh em. Rất là ý nghĩa, đó là chủ đề về bộ phim Vua Sư Tử anh em. Với hình tượng hai cha con sư tử đang đứng trên các mỏm đá dưới ánh mặt trời hoàng hôn thì nó phản ánh đúng cái chủ đề của bộ phim hoạt hình Vua Sư Tử nha anh em. Một ký ức cho với nhiều anh em mà có tuổi thơ đã từng xem bộ phim này ha. Và hãng khắc chìm mà những chi tiết khắc 3D ánh ánh kim cực kỳ đẹp luôn anh em. Với hình tượng hai cha con sư tử ha. Ở dưới thì với dòng chữ là Like Father, Like Son, tức là cha nào con nấy nha anh em. Và còn gọi là hổ phụ sinh hổ tử ha. Thì em Zippo này hàng độc nha anh em. Hãng không có sản xuất đại trà nha. Hàng hiếm, sưu tầm. Và đặc biệt thì dòng Amo dày thì nó rất là chất, rất là đồng tay khi anh em trên tay sở hữu nha anh em. Thì hàng zin từ A tới Z luôn, full box, hộp đựng giấy tờ đầy đủ luôn. Anh em nào có nhu cầu rước em nó về sở hữu sưu tầm thì cứ alo mình nha anh em. Và mình xin trên tay giới thiệu chi tiết với anh em Zippo này ha. Đây là mặt trước em nó ha anh em. Hai cha con nhà sư tử ha, đứng trên mỏm đá dưới ánh mặt trời hoàng hôn, cái vòng tròn bự nha anh em, đó là mặt trời ha. Ở dưới là dòng chữ Like Father, Like Son. Mặt sau trơn bóng nha anh em. Em này dòng Amo dày anh em ơi. Rất là chất ha. Anh em mà cầm nó rất là nặng tay. Dòng Amo thì anh em nào đã có dùng thì quá rành này ha. Hàng chính hãng Zippo Mỹ luôn nha anh em. Sáng bóng sạch sẽ ha. Nhìn từ A tới Z. Em này thì anh em nhìn thực tế ở ngoài nó đẹp và long lanh hơn ở trên video clip mà mình quay nha anh em. Bộ phim hoạt hình nổi tiếng ha, Vua Sư Tử, quá là quen thuộc với nhiều anh em, trong đó có mình ha. Em này thì anh em kết thì gọi vô số điện thoại mình báo giá nha anh em. Em này thì không có sản xuất đại trà cho nên giá nó không có cố định nha anh em. Lâu lâu em nó mới xuất hiện cho nên anh em kết thì cứ alo mình báo giá cho anh em. Em nó cũng ở mức giá tầm trung thôi. Còn có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết em nó thì anh em vô trang Facebook mình. Cứ click vô đường link mình để vô mô tả video clip ha. Rất là đẹp ha anh em. Chủ đề bộ phim nổi tiếng Vua Sư Tử
chủ đề rất là nhân văn nha anh em, bộ phim nổi tiếng, cắt chìm rất là tinh tế ha. Yêu mến anh em like clip nha anh em, và đừng quên ấn nút ấn đăng ký kênh ủng hộ ha. Còn anh em kết em Zippo bộ phim Vua Sư Tử, hai cha con nhà sư tử này thì anh em cứ alo mình ha, ship nha, giao lưu với anh em toàn quốc luôn. Giấy tờ em nói đầy đủ luôn anh em, hạt đựng đầy đủ ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip nha, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo nha anh em. Chúc anh em luôn luôn vui vẻ, an lành, nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Tạm biệt anh em.